Ngày 5 tháng 12, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường lực lượng truy bắt Lê Quang Cường, biệt danh là Cường Gấu, 35 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh khám xét nơi ở của Lê Quang Cường, biệt danh là Cường Gấu. Phạm Ngọc Sơn, còn gọi là Sơn Tỷ, 24 tuổi, trú tại phường Ba Đình, và Nguyễn Thanh Bình, còn gọi là Bình Cối, 25 tuổi, trú tại phường Tân Sơn, đều thành phố Thanh Hóa, để phục vụ điều tra liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu của công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 11, nhóm cường gấu cùng Sơn Bình đã đánh đập anh Lê Thanh Tùng, 25 tuổi, trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Hậu quả anh Tùng bị đánh gãy tay, gãy răng, gây thương tích nhiều trên cơ thể. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 40%. Sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Bình về tội cố ý gây thương tích. Trong khi khám xét nhà Cường gấu, công an phát hiện thu giữ 2 cầm số 8, 23 viên đạn, một hộp tiếp đạn, một bộ phận của súng. Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.